Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc ngày hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin được bạn đọc quan tâm trong ngày 4 tháng 9 mà chúng tôi vừa cập nhật. Sáng ngày 4 tháng 9, ông Huỳnh Ngọc Ẩn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Công Chơ Ro, Gia Lai cho biết, lực lượng chức năng huyện Công Chơ Ro và đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê, Công an tỉnh Gia Lai đã tìm thấy thi thể của cháu KXB, học sinh lớp 9A1, trường trung học cơ sở Quang Trung, thị trấn Công Chơ Ro, bị nước cuốn trôi trên sông Ba, đoạn qua thị trấn Công Chơ Ro. Bài viết tìm thấy thi thể học sinh bị nước cuốn sau 2 ngày mất tích được đăng tải trên fanpage của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận về nhiều bình luận từ phía bạn đọc như thương con quá. Bên cạnh đó còn nhiều bình luận khác như chia buồn cùng gia đình, chuyện buồn không ai muốn xảy ra, hay tấm ảnh kỷ niệm cuối cùng của bé. Ngày 4 tháng 9, Công an thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương cho biết đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý nhóm 21 thanh niên nam nữ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Bài viết Bình Dương, hàng chục thanh niên nam nữ phê ma túy bay lắc lúc rạng sáng được đăng tải trên plo.vn đã tiếp nhận về nhiều ý kiến từ phía bạn đọc như hỏng hẳn cả một thế hệ. Ngoài ra còn có nhiều ý kiến khác, nhìn con trẻ vậy mà đã nghiện ma túy, uống công bố mẹ chăm lo mỗi ngày, hay thấy cô bé gái còn đang tuổi ăn học mà đã nghiện ma túy,